Các bạn nhìn thấy gì chưa? Chữ đang chạy trước ống kính máy ảnh. Như vậy thì bạn hoàn toàn có thể nói trước ống kính hoàn toàn tự nhiên. Giới thiệu đây là một cái máy nhắc chữ Ulanzi PT15. Khi mua hàng chúng ta sẽ có một cái hộp như thế này. Rồi vô bên trong, mở ra. Đây là một cái tay cầm chơi game giống như là thực tế ảo á. Có nút bấm này, có nhiều chế độ. Tiếp đến chúng ta sẽ có 5 cái rích sắt để gắn vô lens máy ảnh. Đây có 58, 67, 77, 72, 82mm. Nói chung là hầu hết có loại lens rồi. Ok, bây giờ sẽ là lúc xuất hiện cái nhân vật chính của chúng ta. Mình sẽ gắn lại như thế này. Xoay chặt lại. Ok, rất là gọn gàng, nhẹ nhàng. Đến, chúng ta cần chiếc điện thoại nữa. Để làm gì? Tải phần mềm tên là DeskView. Khi bạn đã có một đoạn văn bản chuẩn bị về phần mềm DeskView và gắn điện thoại vô cái máy nhắc chữ này. Rồi, rất đơn giản, chúng ta đã có một cái máy nhắc chữ rất là hiện đại. Đây, bạn có thể nhìn thẳng vô ống kính và đọc từng chữ đó, cảm giác rất là tự nhiên. Cái này thì dùng cả cho máy ảnh và điện thoại được luôn nha. Điện thoại thì bạn dùng cái ngàm này để gắn vô này. Đó. Ok, bây giờ sẽ là cái cảm nhận của mình. Thực sự là mình dùng con này mình không hài lòng lắm các bạn ạ. Do mình dùng điện thoại nó khá là lớn, nó bị tràn ra phía hai bên, mà cái kính của này nó khá là nhỏ và nó còn cắt vắt cong xuống đó, khiến cho lượng lớn chữ hai bên mép này nó lại mất. Đồng thời là nó không hỗ trợ iPad các bạn ạ. Nếu bạn nào dùng điện thoại nhỏ với nhu cầu là vlog đơn giản thôi thì con này rất là phù hợp. Còn với mình thì nhu cầu cao hơn đó thì thực sự là con này nó chưa đáp ứng được. Và sắp tới mình sẽ phải đặt một con máy nhắc chữ khác lớn hơn.